Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin tiếp viên hàng không buôn lậu chất cấm bị bắt ở Hàn Quốc có được may mắn thoát tội như ở Việt Nam hay không. Đài MBC News của Hàn Quốc vào ngày 6 tháng 9 đưa tin Sở Cảnh sát thành phố Incheon phía tây thủ đô Seoul đã bắt giữ 2 trong số 4 nữ tiếp viên là thành viên phi hành đoàn một hãng hàng không của Việt Nam vì bị nghi vấn buôn lậu tinh dầu cần sa. Mang tính hai nghi can cũng như tên của hãng hàng không Việt Nam đến nay vẫn chưa được phía bạn tiết lộ. Theo đài MBC News, lượng chất cấm là tinh dầu cần sa mà hai tiếp viên nói trên vận chuyển có giá trị tới 300 triệu won, tức là tương đương với 200.000 đô la Mỹ, khoảng 5,4 tỷ đồng Việt Nam. Số cần sa này được đặt trong các hộp đựng mỹ phẩm giấu trong hành lý xách tay mang vào Hàn Quốc từ tháng 4 năm 2023. Hai người này đã khai với cảnh sát họ chỉ nhận vận chuyển hàng, tiền công cho mỗi kiện hành lý khoảng từ 67.000 đến 150.000 won, tức là từ 45 cho đến 172 đô la. Cho một chuyến, có bên trong kiện hàng chứa những thứ gì thì họ hoàn toàn không biết. Kênh MBC News đưa tin tiếp viên hàng không của Việt Nam buôn lậu tinh dầu cần sa. Theo điều tra của kênh MBC News, lợi dụng thủ tục kiểm tra hành lý của các thành viên phi hành đoàn tương đối đơn giản, nên một số nhân viên của phi hành đoàn người Việt đã vận chuyển chất cấm. Dẫn tuyên bố của cơ quan hải quan sân bay quốc tế Incheon nói với đài MBC News, sau sự việc này, hành lý của các phi hành đoàn và các hãng hàng không đến từ Việt Nam, kể cả xuất cảnh hay nhập cảnh, sẽ bị kiểm tra gắt gao hơn. Phía sở cảnh sát Incheon cũng cho biết, việc các tiếp viên hàng không Việt Nam nhận vận chuyển hàng hóa từ Việt Nam sang Hàn Quốc dưới dạng dịch vụ là phổ biến và đã tồn tại từ lâu. Ngoài các hãng hàng không quốc gia Hàn Quốc khai thác các đường bay thẳng từ Hàn Quốc tới Việt Nam và ngược lại, hiện nay có 3 hãng hàng không của Việt Nam cũng tham gia khai thác. Đó là Vietnam Airlines, Vietjet Airways và Bamboo Airways đều có tuyến bay đến phi trường Incheon. Qua vụ vận chuyển chất cấm lần này, dựa theo lời khai của các nghi can với cảnh sát Hàn Quốc, thì chuyện nhận vận chuyển hàng xách tay qua đường hàng không đã là thói quen. Và họ chỉ nhận vận chuyển hàng mà không biết bên trong là ma túy. Lời khai của các tiếp viên này với cảnh sát Hàn Quốc tương tự như lời khai của các tiếp viên với hải quan sân bay Tân Sơn Nhất trong vụ việc xảy ra vào tháng 3 năm 2023. Vụ ở Tân Sơn Nhất, hải quan Việt Nam đã phát hiện và bắt giữ 5 tiếp viên hàng không của hãng Vietnam Airlines vận chuyển 11,4 kg ma túy từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất. Đài truyền hình MBC News của Hàn Quốc đưa tin hai tiếp viên hàng không người Việt bị bắt khai là sách hộ chất cấm. Điều đáng nói, 4 tiếp viên trong vụ việc ở sân bay Tân Sơn Nhất đã được trả lại tự do chỉ sau có vài ngày. Họ không bị truy tố với lý do không biết bên trong kem đánh răng nhận vận chuyển có 107 tuýp đã được giấu ma túy. Các cơ quan chức năng kết luận không đủ căn cứ để nghiên cứu trách nhiệm hình sự. Vậy có hay không chuyện ngựa quen đường cũ? Theo Công an Việt Nam, sau vụ việc vận chuyển chất cấm từ Pháp về Việt Nam, họ đã phát hiện đây là một đường dây hoạt động có tổ chức với quy mô rất lớn. Chất cấm được sản xuất từ các quốc gia Đông Âu cũ, được chuyển vào Pháp, sau đó được đưa về Việt Nam bởi các tiếp viên hàng không Vietnam Airlines. Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết trong kết luận điều tra, từ manh mối của vụ 4 nữ tiếp viên hàng không Vietnam Airlines, nhà chức trách đã lần ra đường dây lợi dụng những người Việt Nam học tập định cư tại Pháp để vận chuyển ma túy về Việt Nam qua hai phi trường Nội Bài và Tân Sơn Nhất. Tính đến tháng 5 năm 2023, có tổng cộng 78 người bị khởi tố liên quan đến đường dây này. Trong khi đó, phản ứng dư luận Việt Nam không hề ngạc nhiên. Dù có những thắc mắc vì sao sự việc xảy ra vào hồi tháng 4 năm 2023 mà tới nay truyền thông Hàn Quốc mới công bố. Có phải vì ở Việt Nam vài tuần gần đây đã rộ tin về vụ việc này, thấy không thể che đậy được nữa, nên truyền thông Việt Nam mới cho công bố. Không biết Cục Hàng không Việt Nam đã tìm được cái hình nhân để mà thế mạng cho các cô này chưa? Thành tích kinh doanh của tập đoàn Vietnam Airlines lỗ lã triển miên trong suốt rất nhiều năm. Vietnam Airlines đã bán cổ phần cho các doanh nghiệp của Trung Quốc. Xong đổi lại, kể từ đầu năm 2023 cho đến nay, nhân viên của Vietnam Airlines đã lập những thành tích khó có thể tưởng tượng. Cụ thể, vào ngày 16 tháng 3, Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện 4 nữ tiếp viên Vietnam Airlines vận chuyển 11,4 kg chất cấm bao gồm Võ Tú Quỳnh, Trần Thị Thu Ngân, Nguyễn Thu Thủy và Đặng Phương Vân. Sau vài ngày, 4 tiếp viên này đã được trả lại tự do. Tiếp theo, vào ngày 27 tháng 4,
phi công Phạm Hà Duy của Vietnam Airlines bị phát hiện dương tính với chất gây nghiện sau vụ việc phi công Phạm Hà Duy bị thu hồi giấy phép lái máy bay vĩnh viễn. Vào ngày 18 tháng 8, Phòng Cảnh sát Hình sự PC02, Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây môi giới bán dâm của tiếp viên hàng không người mẫu do cựu tiếp viên Vietnam Airlines Võ Thị Mỹ Hạnh, 26 tuổi, sống tại quận Gò Vấp, cầm đầu. Tới ngày 6 tháng 9, thì cảnh sát Hàn Quốc thông báo bắt tiếp hai tiếp viên hàng không Việt Nam. Nhiều tin đồn đó là Vietnam Airlines đã buôn lậu tinh dầu cần sa đựng trong 50 hộp mỹ phẩm trong một chuyên án được theo dõi nhiều tháng trước. Tháng 3 năm 2023, tiếp viên Vietnam Airlines bị phát hiện vận chuyển ma túy. Người Việt Nam có câu nói, đói ăn vụng, túng làm càn. Các thành viên của phi đoàn và tiếp viên Vietnam Airlines chắc chắn có thu nhập đủ sống. Nhưng họ vẫn buộc phải tham gia công việc kiểu vạn trên trời. Cũng một phần họ phải trang trải cho phần tiền chạy việc để vào ngành hàng không với số tiền không hề nhỏ. Song quan trọng là tư duy làm giàu bằng mọi giá của người Việt Nam nói chung và các nhân viên Vietnam Airlines nói riêng, họ sẵn sàng bất chấp tất cả, kể cả tiếp tay cho việc buôn bán cái chết trắng. Đó là điều chắc chắn không thể biện minh cho được. Ai phải chịu trách nhiệm về vấn đề này là câu hỏi mà dư luận trong cả nước đang đặt ra. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin tiếp viên hàng không buôn lậu chất cấm bị bắt ở Hàn Quốc có được may mắn thoát tội như ở Việt Nam hay không. Lại thêm nạn nhân tự chết trong trụ sở công an ở Bình Thuận do mệt và khó thở. Tình trạng các nạn nhân bị đánh chết trên đường công an xảy ra rất thường xuyên liên tục là điều hết sức phổ biến tại Việt Nam. Mới nhất vào ngày 3 tháng 9 tại Bình Thuận, truyền thông nhà nước đưa tin ông Bùi Văn Hải, 28 tuổi ở xã Vũ Hòa, huyện Đức Linh đã bị đánh chết trong trụ sở công an xã sau vài giờ bị tạm giữ với lý do mệt, khó thở. Cụ thể vào khoảng 18 giờ ngày 3 tháng 9, trưởng công an xã Vũ Hòa xuống địa bàn mời ông Bùi Văn Hải đến công an xã để làm việc. Theo ông Bùi Mạnh Hùng là anh trai ông Hải cho biết, theo yêu cầu của công an xã, ông Hùng đã chở em trai lên trụ sở xã và giao cho đại diện công an xã Vũ Hòa. Sau đó vẫn theo ông Hùng, lúc 19 giờ 20 phút, trưởng công an xã đã giao cho hai cán bộ công an huyện Đức Linh là Bùi Sĩ Ngân và Lê Hữu Tùng đưa ông Bùi Văn Hải lên cơ quan công an huyện Đức Linh để tiếp tục làm việc. Tờ báo Công an Nhân dân vào ngày 4 tháng 9 tường trình sự việc. Đến 23 giờ 45 phút cùng ngày, tức chỉ sau gần 4 tiếng đồng hồ, ông Bùng với Hùng cho biết ông nhận được tin có người chết, được công an mang lên bệnh viện huyện Đức Linh. Sinh nghi, ông Hùng đi lên bệnh viện huyện và ở đó ông thấy em trai của ông đã tử vong. Đài Á Châu Tự Do đã cho do AFA cho biết, nói qua điện thoại ông Hùng cho hay, tôi lên bệnh viện sau khi có người thông báo cho tôi biết là em tôi bị người ta đánh chết, đưa lên bệnh viện. Khi chạy lên, tôi mở ra, tôi nhìn em tôi mắt trợn lên, mồm há ra, hai tay bị vết còng, treo trên lên chảy xước và có mấy vết cắn ở bắp tay và hai đùi đít lưng. Tôi đã quay phim, chụp hình, bầm tím còn hơn một miếng thịt bò. Tất cả những vết đánh là vết đánh nội thương, chứ không phải là vết đánh ngoại thương. Nó đánh cho sưng, bầm tím bên trong, chứ không đánh cho chảy máu, rách da, rách thịt gì. Nó chỉ cho đánh nội thương bên trong. Bây giờ gia đình của tôi khẳng định rằng cơ quan điều tra công an huyện Đức Linh đã gây ra cái chết của em tôi. Đồng thời, ông Hùng cũng cho biết thêm, bệnh viện cũng cho biết có hai người đeo khẩu trang đưa Bùi Văn Hải lên bệnh viện lúc 21 giờ ngày 3 tháng 9 và ông là người đầu tiên trong gia đình nhìn thấy tình trạng thi thể của em trai ông tại bệnh viện. Liên tiếng với Đài Á Châu Tự Do, ông Bùi Mạnh Hùng đã yêu cầu đích danh Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, Đại tướng Tô Lâm phải có trách nhiệm giải trình vụ việc. Ông Hùng cho biết, bây giờ tôi chưa có yêu cầu gì, nhưng sự việc mà không làm rõ ra thì tôi cũng muốn yêu cầu Bộ trưởng Tô Lâm tham gia làm cho rõ sự việc để cho em tôi đỡ bị oan ức. Nạn nhân Bùi Văn Hải và giấy xác nhận của bệnh viện cấp theo yêu cầu của gia đình. Được biết vào ngày 4 tháng 9, báo Công an Nhân dân đã có bài báo với tựa đề Thông tin về nghi can trộm cắp tài sản chết không rõ nguyên nhân ở Bình Thuận. Tường trình về vụ việc nêu trên, bài báo này cho biết, sáng ngày 4 tháng 9, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết hiện đang khẩn trương điều tra nguyên nhân tử vong của một nghi can trộm cắp tài sản vừa xảy ra trên địa bàn huyện Đức Linh. Theo báo cáo ban đầu của Công an huyện Đức Linh gửi về Công an tỉnh Bình Thuận vào rạng sáng ngày 2 tháng 9, trong quá trình điều tra, Công an huyện Đức Linh phát hiện hai đối tượng có hành vi trộm chó.
Tổ tuần tra yêu cầu dừng để kiểm tra, tuy nhiên hai đối tượng trên không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy hướng vào xã Vũ Hòa. Bị truy đuổi, các đối tượng vứt bỏ lại hai con chó đã trộm được và dùng dây trích điện vào người đại úy Nguyễn Đức Phương, thành viên tổ 506 và trung úy Đoàn Ngọc Quảng, cán bộ công an thị trấn Võ Xu, khiến hai đồng chí bị thương rồi tẩu thoát. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo công an huyện đã xuống hiện trường, chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự phối hợp cùng công an thị trấn Võ Xu, công an xã Vũ Hòa lập biên bản sự việc, khám nghiệm hiện trường và xác minh và truy bắt các đối tượng. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định Bùi Văn Hải sinh năm 1995 và Lưu Công Mạnh sinh năm 1985 cùng sống tại thôn 2, Vũ Hòa, huyện Đức Linh là đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi trộm chó và chống người thi hành công vụ. Vẫn theo báo Công an Nhân dân, nghi can Bùi Văn Hải bị thiệt mạng cũng do nguyên nhân mệt, khó thở. Ngay sau đó vào ngày 5 tháng 9, ông Bùi Mạnh Hùng đã bác bỏ toàn bộ cáo buộc trên của báo chí nhà nước Việt Nam và cho biết sau phản ứng mạnh mẽ của gia đình, một bài trên báo Bình Thuận cũng đã bị gỡ bỏ. Ông Hùng khẳng định, vào thời điểm xảy ra vụ việc, em trai của ông đang ở nhà ngủ và hoàn toàn không liên quan đến vụ việc trộm chó hay trộm tài sản như công an đã cáo buộc. Nạn nhân Bùi Văn Hải bị thiệt mạng sau khi ở đồn công an. Ông Bùi Mạnh Hùng cũng cho biết thêm, sau khi gia đình đưa thi thể của em trai ông về nhà, công an đã có một số hành vi như ngăn chặn gia đình ông đưa tủ cấp đông về nhà để bảo quản xác trong lúc chờ kết luận giám định pháp y. Nhiều quan chức chính quyền địa phương liên tục đến thuyết phục gia đình tiến hành mai táng sớm, dù gia đình yêu cầu phải làm rõ nguyên nhân gây ra tử vong và yêu cầu những người chịu trách nhiệm phải được đưa ra ánh sáng. Theo ông Hùng, chính quyền muốn xóa bỏ các bằng chứng gây ra cái chết của em trai ông để mà trốn tránh trách nhiệm. Gần đây nhất vào ngày 30 tháng 8, truyền thông nhà nước Việt Nam cũng đã đưa tin về việc Thiếu tá Hồ Thanh Hòa, Phó trưởng Công an xã Tân Hành B, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp đã bị khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam đối với vì hành vi làm chết người trong khi thi hành công vụ. Nạn nhân là ông Trần Văn Đảm, 57 tuổi, một người dân địa phương. Ông Đảm được mời về trụ sở công an xã và chỉ sau có 15 phút, ông Đảm đã bị Thiếu tá Hỏa đá, đã khiến ông Đảm tử vong. Được biết, riêng trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 đã có ít nhất 16 trường hợp nạn nhân chết trong đồn công an hoặc trại tạm giam ở Việt Nam. Mặc dù Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của Công ước Chống tra tấn quốc tế kể từ ngày 7 tháng 11 năm 2013, nhưng sự việc vẫn tiếp diễn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin lại thêm nạn nhân tự chết trong trụ sở công an ở Bình Thuận do mệt, khó thở. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de